Thiệt tình, không có bà mẹ chồng nào mà bất hạnh như tôi hết trơn. Bỏ ra một số tiền bộn để rước dâu về để phụ giúp, rồi có giúp được gì đâu. Vô phước thiệt mà. Vợ con cũng giúp nhiều vậy, má nói vậy phụ lòng của vợ con. Giúp cái gì mà giúp? Công chuyện của tao làm, bán cái quán của tao, rồi bây giờ công chuyện trong nhà lo tết nhất cũng là tao. Giúp cái gì được mà giúp? Cũng tại má chứ tại ai. Bình thường vợ con làm gì má cũng chê, nói gì má cũng không ưng bụng, thì sao cô dám ở đây phụ má được? Nói gì vậy Lộc? Nó làm sai. Tao là má chồng tao không có quyền la nó, không có quyền dạy nó sao? Cái này là do má kiếm chuyện thôi, vì má không vừa mắt với vợ con. Chứ thiệt ra cổ cũng biết cách quán xuyến công chuyện trong nhà chứ bộ. Má khó chịu khó chịu. Con nói thiệt nha, con là con của má mà. Mà nhiều khi con cũng ớn má luôn á. Đừng nói về con dâu. Phải rồi, nói tới vợ mày cái mày binh. Nó là con dâu của tao nha. Bởi vậy đến cái lúc mà về đây á, hồi đó nó còn sợ tao, nó còn biết lo biết sợ. Còn bây giờ hen, đủ lông đủ cánh rồi, thấy không? Nó coi tao không ra gì hết trơn á trời á. Hãy nói tới là mày binh mày binh mày binh hà. Trời má ơi, vợ con làm gì dám qua mặt má. Mà con nói thiệt nha, ngoài vợ chồng con ra, ở trên đời này không có một người nào mà có thể chịu đựng được má. Vợ con vô cái nhà này bị má rầy la, má chê này má nói kia, mà cổ có dám làm gì đâu, có dám nói má gì đâu. Má chửi cổ một chục lần, cổ cự lại một hai lần với nhiêu. Nó nhịn, nó tốt lắm, cho nên bây giờ á, bao nhiêu công chuyện ở trong nhà này để cho bà già này hết trơn á, rồi nó xách rít về bên cha mẹ đẻ của nó đó. Nó coi ta không có ra gì. Đồ cái thứ dâu hỗn láo, đồ cái thứ không biết điều. Còn thấy má mới là người không biết điều đó. Sống với má 365 ngày, má lườm, má liếc, má chê, má trách, đủ hết, không sót một ngày nào luôn. Ai mà chịu nổi? Con nói thiệt má nha, thần tiên chịu còn không nổi, huống chi là người phàm. Trời đất quỷ thần ơi là Lộc, mẹ nói với tao như vậy đó hả? Con nói đúng thôi. Tao bây giờ nói ra câu nào á, cái là mày bóp lại câu đó liền lập tức ha. Thấy không? Trả lời son sỏn lại với tao. Riết rồi mày đội vợ mày đi lên đầu luôn vậy đó hả? Con không có đội, con chỉ nói đúng sự thật thôi. Thưa má, con mới qua. Dạ, thiệt tình á, con nghe mà con thấy thương má hết sức vậy đó. Nhà người ta có dâu á, tết nhất còn có người phụ. Má cũng có dâu mà như không à. Thôi đừng có nhắc cái tên người đó trước mặt má nữa. Coi như trong mắt má người đó đã chết rồi. Trong nhà này không có phụ giúp gì cả. Thôi má đừng có giận. Tết nhất tới nơi rồi mà má giận dữ là da mặt không có đẹp đâu. Thôi má để cho con phụ với má nha. Trời ơi, thiệt là có phước á, mới được con làm dâu á. Bù lại cho cái bà tướng nhà này, thiệt là chán hết chỗ nói. Qua bển phụ một lọc tay đi. Thôi, mấy chuyện này để cô tự làm cho. Đi ra ngoài quét dọn nhà được rồi. Thì để nó phụ. Ôi da à, trời ơi, ngồi à. Gái nữa, không biết ý tứ ngồi lên chân của đàn ông vậy đó. Ngồi phải nhìn chứ. Thì em ngồi trên chân của anh có sao đâu. Ngồi muốn gãy chân luôn nè. Thì mày rút cái chân ra. Cái tướng vậy đè lên cái chân con chịu gì nổi. Mày rút cái chân ra không mày được sao. Chưa rút ra mà ngồi. Mày còn chằng dây đó nữa. Rồi ngồi đi. Cái thằng, ngồi đó đi con, không có đi đâu hết trơn á. Bộ lư có chút ép à, mà chùi từ cả buổi cũng chưa xong nữa. Nhà cửa để dọn dẹp sao đi. Đúng ra con lao nãy giờ xong rồi đó, nhưng mà con sợ má chửi không có ai ngồi ở đây nghe, cho nên con làm từ từ nghe má chửi cho con nghe. Chứ con đi rồi má tự chửi má tự nghe sao. Khăn đằng kia không lấy.